Sau đó chúng ta sẽ dùng hai tay, cũng dùng bằng cái phần thịt của tay của chúng ta, đưa ra kéo về, đưa ra kéo về, đưa ra kéo về, đưa ra kéo về. Chị tắm xong chưa nhung? À ngà. Sau đó chúng ta sẽ niết niết ở bên nửa lưng bên kia, nửa lưng bên kia. Chuyển sang bên này, chúng ta sẽ massage lưng bên này. Đầu tiên chúng ta cũng đặt tay ở đây, đi xuống, kéo căng bả vai ra, kéo căng cánh tay ra. Vai khách lên, đỡ vai khách, ấn huyệt. Tay khách ra, kết thúc bài massage lưng trên, chúng ta sẽ vuốt bằng động tác này. Thế là chúng ta đã xong phần massage lưng trên. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách massage ở trên lưng của khách.